để cho cái hình này cho cái người này. Ok, chờ ông xin đứng mình nha. Ok, chờ. Ok, chờ xin nha. Stand by, one, two, one more. Thank you. Anh cho anh ba tấm mỗi lần chụp nha. Thấy 1.9 mà không lên nổi. Anh Hải vô chụp hình, Tiến sĩ Trần Nguyên Hải hợp tác với nhân nói chuyện tốt, kiến thức anh biết.
ở CS của thằng GAO đó. Anh Hải ngồi bàn này. Dạ. Anh là number one đó, ngồi gần chị Minh Thúy đó. Mình sẽ xin tấm hình. Dạ. Chụp hình với bác á. Rí vô chụp hình á. Vì Nam Anh á. Chưa coi. Anh Nhân biết gì? Anh Nhân bị nhiều việc quá. Anh Nhân chưa coi. Không coi. Mà anh Nhân nhận được không? Nhận được. Chưa đây đầu đó xuống. Không. Nhận được cái tắt thôi á. Nhận được cái tắt nhưng mà Nhân chưa đầu đó xuống. Mời bạn quản lý rồi. Em chụp hình với bác Bùi Diễm với là Thái. Về mấy đứa dân hả? Dân hồi nãy bài số 8 chưa quên để nhà anh Hải cũng được quên để nhà. Lấy gửi cho anh Hải. Em thấy anh bên trước cầm máy lâu năm rồi, có lẽ cũng cầm chậm quá, cũng slow, cũng chậm quá. Cũng pro lắm rồi thôi, không
có bình phong gì được đâu. Cái này chụp lấy hình thôi chứ còn được không? Đại chú à, dạ. Dạ, xong anh chân mẹ ngoài đưa cho anh cái được. Dạ, anh chân mẹ ngoài đưa cho anh cái được. Dạ, cái sách lục quá. Vâng. Bên SBT này đông à, 20 người có. Bé anh Khanh khỏe luôn. Anh Trinh giải quyết bàn giùm em mọi người chưa? Đây nè anh Trinh. Anh Trinh hỏi thăm bên này nè, có bạn xong rồi, rồi xong rồi. Tâm lo. À. Chú ngồi đây, chú ngồi xuống chú. Dạ. Xích cái được qua chút người ta đi. Dạ thưa cô ạ. Con chào cô ạ. Dạ. Thái nó đi tìm cô ạ. Còn số bài số 8 còn. Con người chắc chắn là được. Không có con người không cho đi ăn luôn. Còn gì muốn làm gì? Thank you.
người Việt thì dân nước ngoài thì có sự đại diện mời tất cả các bác thì ở nhà quê và tất cả các gia đình bạn SPTN thì có hai cái bài gọi là số 1 và bài số 3 và nhà quê bạn cùng với bài số 2 và số 6 và bài số 6 và xin kính mời bỏ hoa nha. Tôi lúc làm trò là chương trình sẽ bắt đầu trong một vài phút nữa. Tôi sẽ được chúc mời tất cả quý vị ngồi vào ghế và bàn của mình để cảm ơn. Good morning. Good morning.
tất cả quý anh chị chúng ta ngồi đầu ghế thì chúng ta bắt đầu chương trình. Em xin kính mời quý anh chị. Kính thưa quý vị, để bắt đầu trong chương trình ngày hôm nay thì trước hết con xin được kính chào bác Bùi Diễm, bác gái và tất cả quý cô bác ở đây. Con xin được hân hạnh giới thiệu dược sĩ Nguyễn Hồ Trinh sẽ là cái người điều khiển chương trình ngày hôm nay, và dược sĩ Nguyễn Hồ Trinh sẽ có vài lời để mời chúng ta bắt đầu khai mạc. Con xin kính mời dược sĩ Nguyễn Hồ Trinh. Kính thưa anh chị, có anh chị nào có thắc mắc là tại sao mình ở đây hay không? Nếu có ai thắc mắc thì tôi nói vài câu tại sao mình ở đây. Mấy năm nay sinh nhật của cụ Bùi Diễm là ngày 1 tháng 10, đúng cái ngày gọi là đại lễ của Trung Quốc. Thì nhất định là trong gia đình cũng có mừng sinh nhật. Thì cách đây 2 tháng tôi lên Boston để thăm anh Trần Công Đạo, anh bị khá tắc. Thế anh bảo bây giờ trước, bây giờ anh làm việc mấy mươi năm, bây giờ đến cái ngày đó anh mới biết là cuộc đời nó thường du. Thì chúng tôi nói chuyện, nhắc đến cụ Bùi Diễm. Thế bảo mình phải làm gì cho cụ. Tôi bảo làm mình gấp quá, bây giờ tôi phải về nhà. Tôi nói thưa với cụ, anh Trần Công Đạo ở Boston nói ý như vậy. Thì cụ cho chúng tôi ngồi lại với nhau, mình cũng một tuổi. Chứ bây giờ nếu mà chờ đến cụ năm, cụ trăm năm, trăm tuổi thì hơi lâu. Vì thế có chuyện hôm nay. Kính thưa các anh chị, là thứ nhất là hơi gấp, và cái này là bản nháp, thành ra mà nó có thể những cái bản nháp nó vui hơn là bản thật. Thì chúng tôi có hứa với cụ và hứa các anh chị mà tôi có mời riêng, có nói chuyện riêng là năm tới xin hẹn gặp lại, ở đây có 100 người và sẽ có thêm 200 người nữa, và nhớ năm tới các anh chị chờ 365 ngày cũng vui lâu. Vì thế cho đêm hôm nay có một số người chúng tôi không có liên lạc được, vì lý do khác mà họ không có mặt ở đây, thì có thể họ buồn, họ giận, họ bực, hay là họ cũng mừng được, từ vì bên Virginia sang đây cũng không phải dễ. Năm tới thì chúng tôi cố gắng làm ở Virginia. Vì thế cho nên ngồi hôm nay giống như bài thơ của cái bà gì nhỉ, mà gặp nhau thì cứ vui, có đến đồng vui bao nhiêu, giống chụp hình có bao nhiêu, cứ chụp bây giờ đông đủ chụp thì lâu lắm. Vì thế cho nên hôm nay đó là thay vì làm ở nhà tôi cũng chứa được cộng 10 người, thì cũng đủ còn 90 người ở đâu, thì chúng tôi mời cái chỗ này. Mời cái chỗ này thì cái nhà hàng nó cũng tính rất là bình dân, như là cái giá ăn tiệc tối thôi. Các anh chị có đặt vấn đề chung, vấn đề chi phí, thì chúng tôi nói thật, trên bàn có cái thực đơn, có các cái thì các anh chị cứ theo đấy, và sau đó chúng tôi đi sau. Và để mà chào mừng thì thực ra mình gặp nhau đã mừng nãy giờ rồi. Bây giờ cái lời chào mừng đầu tiên tôi xin mời cụ Bùi Diễm. Cụ nói không được gọi cụ đại sứ, cụ rồi các đề ra không được. Nếu quý vị anh chị nào có mang quà mình thì nhớ mang về, không để ở đây. Để xin mời cụ ạ. Cả các anh em
Thank you.
nên là tại sao lại sản phẩm bán sản phẩm bốt bằng cái bằng anh nữ là sản phẩm làm cái khu sản xuất và thực hiện và phát tài. Thank you.
Nhân SPT có nói lời cảm ơn chị Thúy đã thực hiện cái video này, thì đến lượt tôi phải cảm ơn em Võ Thành Nhân. Sau này cũng ai cảm ơn tôi nữa cũng kéo dài. Dạ kính thưa các anh chị ở đây, trong gia đình thì tôi cũng biết một số, còn thân hữu thì cũng nhiều hơn. Nhưng mà người ta bảo là tiên chủ hộ khách, nhưng mà tôi thấy là tiên khách hộ chủ là ở đây có rất nhiều người đến từ xa, đến từ địa bàn khác, đến từ người dân ở các tỉnh Trung Quốc, Thái, đến từ và đến từ Houston, người Philadelphia. Thì trong cái phần của chúc mừng của mình hôm nay đó, thì chúng ta phải theo cái tiên chủ hộ khách thường đến nhà đến mà chuột chơi mà chuột cầu mà chuột cụ, thì tôi chỉ biết là cô Lưu, chị Lưu là con gái ở trong nhà với cụ hôm nay. Tôi xin mời cô chị Lưu là người trong nhà đầu tiên lên chúc bố và con. Mời chị Lưu lên đây ạ. Chị nhớ năm kia chị mừng bố thế nào đấy, mừng bố cái gì thôi, mừng hơn rồi. Dạ đúng rồi. Thưa bố, thưa mẹ, hôm nay là một ngày mừng cho ông, sinh nhật ông. Con có vài lời chúc bố sống hơn 100 năm, còn sống đặc biệt. Tất cả các cảm ơn các bác, các cô, các chú, và các anh, các chị đã đến bố mẹ chúng tôi. Đây là con gái của cô, cái người đứng cao hôm nay có mặt là cô Giao đó. Cô Giao là người có cái tên này, đặt cái tên người sản xuất phim Chúng Tôi Muốn Sống khi nó mới 10 mấy tuổi.
Không biết hồi đó ngày xưa thì các cụ bắt con thì con nghe chứ từ buổi nay và cụ làm chứ mà cụ để tên tôi cũng không chịu đâu. Kính thưa quý vị, ở đây thì có tại vì các phi bộ thì chúng tôi liên lạc từng giáo từng giáo. Đầu tiên thì là mình được 30 mấy năm nay cũng là người đầu tiên chủ tịch của cái tổ chức gọi là Nghị hội Toàn quốc Người Việt tại Hoa Kỳ. Thì hôm nay những thân nữ có cái ngồi bàn bên này, trong đó có bà Đào Thị Thơ là phu nhân của cố giáo sư Thạch Bích và các anh trong khi giới trẻ có Nguyễn Quốc Hùng là chủ tịch của hội của Nghị hội. Thế bây giờ hai vị cho tôi xin một mình lên đây chúc mừng chủ tịch đầu tiên, nhiệm kỳ đầu tiên của Nghị hội. Thank you.
Best to be a Vietnamese person. And we thank you for your leadership, and on behalf of everybody else, we hope to continue to celebrate your birthday every year, so that way you can continue to inspire us to be the best that we can as Vietnamese Americans. So, happy birthday, that's it. Thank you. Nên là làm một cái xem giá là một lớn của người ít tuổi. Và như thế cho nên sau khi nói đến việc họ thì nó mới có cái sinh hoạt của cụ mà ít như từ đầu là cái gọi họ cần dân chủ cũng là 18 năm, 19 năm nay. Xin giấc mời giáo sư Đoàn Đức Hoạt cho bà cô về cái việc làm của cụ Bùi Diễm với họ cần dân chủ vừa mới học xong hồi cách đây 2 tuần ở Houston. Cảm ơn chị phép được gọi là bác, hay mình gọi là cụ cứ già quá, lớn chơi bác chơi già. Thực ra thì chúng tôi có cái duyên với bác Bùi Diễm khi mà tôi qua Mỹ từ nhà tù. Không bao lâu thì được anh Nguyễn Xuân Nghĩa, lúc đó còn ở đây, bây giờ Nghĩa đã sang bên Cali rồi. Chúng tôi tổ chức cho một buổi ăn và lần đầu tiên gặp cụ Bùi Diễm chỉ lớp 8 sau khi nhớ nhận. Trước đó thì chúng tôi có nghe tên về bạn. Tôi có nói chuyện không nhớ với em ở cái lớp tuổi 60, 50, 70 của Quốc. Trong cái thành phần và hành đại hiện nay mà hoạt động từ 1940 tới giờ có lẽ còn lại rất theo chủ tịch của tôi là một trong những người đó. Người thứ hai mà tôi có gì được quen nhất và làm việc chung là luật sư Trần Minh Hiền, chắc chắn quý vị ở đây cũng là tham gia chúng tôi sẽ đi cố gắng hết đó là ở đây cũng biết đấy. Liên hệ giữa lịch sử Việt Nam từ 1940 đến giờ liên tục từ đó đến nay và rất nhiều thời kỳ như chúng ta đã biết từ hoạt động trong đảng phái đặc biệt cho đến chính quyền và đến những ra lành mạnh trong thời gian đó chúng tôi có những hoạt động thực hiện sau đó thì đã chung cư nhiều nơi và cái thời kỳ của chúng tôi tức là cái thời mà trong 60 chúng tôi bắt đầu hoạt động và gặp gỡ tất cả những người bạn đã và đã có được đầy đủ những cái tư tưởng và những người nhiều trở lên như cụ Bùi Diễm như được sự tận hưởng là một trong những người nếu không nói là các đồng chí thì cũng là những người tham gia cái hoạt động của chúng tôi trong cái việc ngay từ đầu tức là năm 2002 lên đó là cũng như là một trong những người trong tim đó rất là cảm động. Chúng tôi là cái thành phần tương đối trẻ so với đó lúc đó thì chưa phải là nhiều tuổi đến 25 nhưng cái buổi đó có một đêm chúng tôi sau này có cái truyền thống đêm văn nghệ
công nghiệp nuôi bố của thầy. Nhưng thơ hát những bài, phần lớn là những bài tình cảm hay là những bài nhạc tiền chiến. Thì cái đêm đầu tiên đó năm 2002, cá nhân tôi ở cái thế hệ trẻ hơn các vị, tôi rất xúc động nhất. Bởi vì các vị đó là cả hai thành phần, Trung Cộng sản và Trung Quốc gia, cùng hát với nhau những bài nhạc tiền chiến. Và tôi nhìn thấy đó muốn khóc lắm, đặc biệt nhớ lại cái thời của Trung Quốc xưa. Trước khi có cái biến cố của Trung Quốc xưa, các vị đó đã khóc, và chúng tôi đã gặp nhau. Tôi là thế hệ và được bắt đầu từ năm 60, khi nhiều vị ở đây chúng ta trẻ hơn, như vì biết đã hoạt động từ rất vui. Chúng tôi chia sẻ một cái niềm mơ ước chung với nhau là có một nước Việt Nam không cộng sản. Tất nhiên 40 thì cộng sản chưa là cái gì hết. Tất cả những người tham gia đấu tranh lúc đó đều có một những người chung sau này chia sẻ ra và cộng sản. Rất thì tôi muốn nhắc rất nhanh cái thông tin của chúng ta hôm nay đó, đi vào cái dòng lịch sử và trong đó thuộc về Việt Nam là một thành phần xã hội nhỏ nhưng mà những việc là chúng tôi không có kỳ học hệ nào mỗi năm tôi đều có cái đó gần như không có điều nào không xuất hiện, kể cả gần nhất là 20 năm khi mà cũng đi có người kiến chắc đề phòng những cụ tham gia cho đến đến đây thì không chức máy trăng và không lái xe hơn để chúng tôi muốn chạy số và cái người mà gần đây nhất làm việc với cụ là anh Thái, Alex Thái Võ, với cái sản phẩm gọi là Oral History. Thì Thái là người trẻ vừa lấy xong cái bằng tiến sĩ về sử học tại trường đại học Cornell. Thái có thể là nói tiếng Việt rất giỏi, nói qua tiếng Anh cũng dĩ nhiên là giỏi hơn, thì có gì cũng được. Tôi xin chào tất cả các bạn ở đây. Cho thấy được bọn con ý nghĩa cho là tầm một chút ở đây. Và thấy được bọn này là tôi dưới là thầy. Xưa nay cũng ngày đầu là tôi thì cách đây là từ năm 2012 có một cái duyên là thầy đến Cornell để mà dạy cho hội thảo này. Trong đó thì có các những tổ chức và một số người ở đây thì cũng hội thảo về Việt Nam ở ngoài. Thì trong cái duyên đó thì thấy được gặp thầy diễn thì năm đó là của là thầy diễn thì năm đó là chắc là 92 91 thì sau khi nói chuyện với cụ đó thì cũng thành công được chính thức ông cũng có đạo còn giữ rất là nhiều tư liệu về thời ông làm việc. Thì Thái Nguyên thấy là lỡ có một trường hợp nào đó thì những tư liệu này và cái chính thức này nó không còn nữa thì như thế nào? Thì Thái Nguyên một thì hồi khi đó thì thầy cũng không biết mình là ai, một chút nhóc thôi mà. Thì Thái Nguyên bảo là chú nghĩ là thầy nên kể lại những câu chuyện này, kể lại những câu chuyện về những tư liệu này, những tư liệu mà khi mà thầy viết mà gửi về cho ông Hoàng Đức Nhã hay là ông thì cũng là những nhân vật ở Việt Nam, ông ngược lại thì sau khi
thành không còn nữa, thì những cái từ này nó sẽ được đưa vào cái kho lưu trữ. Nhưng mà nó có một cái vấn đề là khi sứ gia đi đến kho lưu trữ lấy ra những cái từ điển này đó, thì họ ưng suy nghĩ sao họ suy nghĩ dựa trên cái từ điển này họ có thể bàn luận từ nó, thì cái đó là cách làm sử. Nhưng mà cái tốt nhất mà cũng có thể làm được trong lúc mà cũng còn sống là của bối cảnh hóa những cái từ điển này, có nghĩa là contextualize những cái từ điển này, thì có thể nào con của làm chung một cái project, có nghĩa là một cái dự án là chúng ta khai thác những cái tư liệu này và cụ ngồi kể lại những câu chuyện về những cái tư liệu này. Vào cái ngày này tôi viết cái lá thư này về cho ông thì báo cáo lại những tình hình như vậy và suy nghĩ như thế nào để hầu là tương lai như sư gia như Thái hoặc là các ông trẻ hơn, thì khi mà họ vào những cái tâm đưa ra những cái tư liệu này thì họ biết nó nằm ở trong cái ngữ cảnh nào, trong cái hoàn cảnh nào nữa, thì từ đó cái sự họ biết mong là nó sẽ chính xác hơn. Vì từ đó thì từ cái năm 2012 cho đến năm nay là 2019, thì trong thời gian 7 năm hai người là thầy trò làm việc với nhau, Thái thì chủ trên New York lái xe xuống, thầy thì cứ làm việc mỗi ngày và đi đến cái văn phòng của anh Võ Thủ Nhân để đọc thơ văn để mà làm. Thì tháng 2 vừa rồi thì tôi ra mắt được cái bộ phim tổng cộng 17 tập, 15 tiếng về sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam qua cái nhìn của một người đại sứ. Thì kể cái đó là kể cái bối cảnh của mà làm sao Thái mà người ta biết được rồi. Nhưng mà để tóm tắt lại đó thì Thái có thể chỉ nói được là ông có một cái chuyên nhớ đặc biệt vô thường. Thì mới hay có một cái hôm mà thấy ngồi phỏng vấn ông thì ở trong studio thấy nó hỏi câu hỏi là thưa ông, vào cái ngày này ông viết một cái văn bản này gửi về cho ông Thiệu nói, thì ông cứ ngồi ông nói là trước ông chứ không có gì hết, chỉ là cái bàn trống thôi. Ông nói tôi xin lỗi anh, tôi nhớ hình như là anh nói cái ngày nó nhầm, cái ngày mà tôi viết cái văn bản này là vào cái ngày này. Và thấy thì cái văn bản nó sẽ nằm trước mặt lập ra cái ngày ông nói, chứ không phải là cái ngày ông nhớ từng cái văn bản đó cái ngày nào nữa. Nhưng mà tất cả những cái phim thường đó thì không có cái gì bằng một cái là hay có thể tóm tắt lại là cái tình yêu đất nước của ông dành cho Việt Nam, và nhất là trong cái bối cảnh của đất nước bị chia cắt rồi sau khi 75 thì ông qua đây thì ông không có cơ hội để về Việt Nam nữa. Nhưng mà có một cái mà mình thấy tư tư là trong những cái chuyến đi mà chở ông đi thâu hình từ nhà về đi thôi, thì trong những chuyến đi đôi khi bị kẹt xe thì họ đi một tiếng mới về tới nhà, thì ông ngồi ông kể là những cái câu chuyện mà khi mà ông còn trẻ ông đi từ Hà Nội vào, ông ghé ngang qua Phủ Lý quê của ông, thì mình ngồi đó mình nghe được cái sự rưng rưng, ông không khóc nhưng mà mình có cảm xúc của ông nó như thế nào, thì từ đó mình biết hiểu một con người năm nay 97 nhưng mà cái tình thương đối với đất nước nó như thế nào. Thì cho xin hết ở cái những lời như vậy. Cảm ơn Thái. Đây là những người mà gần nhất làm việc cái cuộc viếng, còn có những người làm việc rất là lâu mà gọi là đê. Tôi chữ D nó không biết gì, không biết là A, B, C, D cũng phải, nó không quan trọng. Mà thực D đối với cùng diễn là một cái vấn đề rất là quan trọng. Ở đây D thì có người D ở đây, có người D ở Thi La, có người D từ Houston. Vì thế cho nên tôi có mời ba anh là anh Nguyễn Thành Phật, anh Mai Đức Thọ và anh Trần Đức Tâm, Trần Đạo Đông. Xin mời ban lên đây chia sẻ một 2-3 phút để xin mời về liên hệ. Kính thưa ông bà cụ đạo sư Bùi Diệu, kính thưa quý gia đình, kính thưa quý quan khách, hôm nay chúng tôi được hội hành để giới thiệu những anh em trong gia đình này được cái nội là trao một lời chúc một cụ nhân kỷ niệm 96 năm nhà sinh của Hồ. Thưa quý vị, quý cũng biết rằng cụ Bùi Diệu hiện nay là chủ tịch chân truyền của Đại Việt Khách Nội Lạc. Và cụ là người được hướng dẫn chúng tôi rất lâu trong gia đình.
khi con lồn về cũng cơ quan đã ăn lên bên ngoài thì tôi còn thiều và cụ Bùi Đào Sứ. Về lại đó hôm nay anh Thần là người đại diện của chúng tôi là một căn lồn đến từ cảnh sát, và anh Trần Đào Đông là người đại diện cho một số anh em ở địa phương được phép cụ cùng gia đình và quý vị cho chúng tôi trao đồng trao tặng lời chúc đến từ đại sứ Bùi Việt. Và cụ là người đã ngăn công gia đình của chúng tôi, và cụ cũng là người đã hướng dẫn chúng tôi đi theo con đường của ta hiện nay. Xin mời quý anh trao bằng tay và cảm ơn quý vị. Vì là cụ Bùi Việt, người đã hướng dẫn chúng tôi trong suốt cuộc đời hội tập, và chúng tôi rất ân hận và sung sướng cũng như được chung đồng cụ và toàn thể quý tiến cũng như quý vị một ngày rất vui và một ngày có nhiều niềm tin. Xin cảm ơn các anh từ xa đến đã làm việc sinh hoạt với cụ lâu năm. Để thay đổi không khí, hình như sau khi anh Thái nói là dưng dưng rồi, các anh này nói cũng xin mời một người trẻ, Trần Trung Đạo. Có nghĩa lúc nào vui lắm, không hiểu là sao cô bị hắt tóc mà cũng vui, gần chết mà cũng vui. Chào bác. Bác Bùi Việt. Con chào bác. Hồi nãy mà mới bước vào đây, bác Bùi Việt chỉ mặt nói là cái việc này là do chú này xử ra. Thật sự là cũng là một ý kiến rất là hay từ Nguyễn Bảo Trinh. Cách đây 2 năm tôi có viết một bài biết ơn người đi trước. Vừa rồi thì tôi gửi cái ý đó cũng rất là hay. Tôi cũng tin rằng trong mỗi hành trình của mỗi người, cái điều quan trọng là mình phải biết phía sau mình là ai, phía trước mặt mình là ai. Thế nếu mình lúc nào mình cũng nói về tôi lo tuổi trẻ, tôi chiến đấu cho tuổi trẻ, cho tương lai, nhưng mà tương lai nó bắt đầu từ quá khứ, chứ không tương lai đến trên trời, đến xuống đất cả. Thì quá khứ đó là do những cái thế hệ của cha chú mình. Lịch sử có vui, có buồn. Lịch sử có thể đúng và có thể sai, nhưng bao giờ cũng là một bài học vô cùng đắt giá cho các thầy ngày hôm nay và những cái thầy trong tương lai. Thì tôi có viết bài là biết ơn người đi trước, và tôi bỏ cái bài trong đó biết ơn người trước là bác Bùi Dĩnh. Và cách đây 2 năm tôi có đưa cái bài đó lên trên Facebook, và cách đây 2 ngày thì tôi có nhắc lại cái bài đó và tôi báo cho họ biết là bác Bùi Dĩnh sinh nhật trong vòng 1-2 hôm nữa. Và cái số người mà like cái hình mà tôi để bác Bùi Diễm lên khoảng 1.000 người like. Trong đó lần trước là 500 mấy chục người, và lần sau khoảng 300 người. Và có rất nhiều người gửi lời chúc mừng bác. Con không thể đọc tất cả những điều đó được, những người đó được, nhưng mà cũng khoảng 1.000 người đã chia sẻ cái ngày sinh nhật của bác ở trên Facebook, trên Facebook của con, và chuyển về cho con chuyển lời chúc mừng sinh nhật bác. Và tôi hy vọng rằng những mỗi thế hệ đã ra đi rồi, hay còn lại ngày hôm nay giống như anh Hoàng vừa nhắc, thì cũng mong rằng tất cả đó là những vốn liếng rất lớn mà để lại cho thế hệ của chúng con ngày hôm nay, cũng như con sẽ để lại cho những thế hệ em con và con cháu sau này. Dòng sông lịch sử vẫn trôi, có khi êm đềm và có khi kỳ thác, nhưng mà lịch sử vẫn là lịch sử. Bổn phận của chúng ta phải học từ lịch sử và từ đó rút ra những bài học tốt đẹp hơn cho tương lai. Con cảm ơn bác. Cảm ơn anh Trần Trung Đạo. Anh làm việc về computer, anh làm việc về đầu tư mà sao anh nói hay vậy? Để thay đổi không khí, không biết nó khác bao nhiêu, trông thì nó hơi khác, nhưng mà
nó rất cùng đồng lòng với chúng ta, người yêu Việt Nam, yêu Việt Nam Cộng Hòa, và cũng thường đến về đây. Là anh một người đã viết một cuốn về thánh thư đen của Việt Nam, Cộng Hòa, và anh sắp viết một cái bài, một cuốn sách khác và hay hơn nữa. Xin mời thầy. Anh hỏi tôi hôm nay mặc thế nào, và tôi bảo trời dù đến đây của anh thấy là không có cà vạt, không có áo ngoài, thì cũng muốn lấy áo không được, không có. Thank you. There's nothing like public speaking when you're told about it 1 minute before you have to start talking. So it is a great honor for me to be here to celebrate the birthday of my old friend, Ambassador Boisien. And I was trying to think of a funny story to tell about him, because in culture you try to say funny stories on the birthday party, you know? And so the only thing that came back to my mind was when he and his wife first came to America, they opened up at a deli shop, a sandwich shop, remember? And there was an actual newspaper article about it. And they were in the deli shop beforehand had been owned by Jewish people. And so the headline of the newspaper article was, "Good morning, how are you, Mr. Horowitz?" And I got him. And then the only other funny story, that wasn't too funny for me, I have is in the basement of his house where he lives, there is some lacquer furniture that Ellsworth Bunker, Ambassador Bunker, had given to him when he first came to America. And that lacquer furniture had actually been a gift from President Tu to Ambassador Bunker. And so when Ambassador Bunker gave it to him, still stuck on the furniture was a note from President Tu with best wishes from President Tu. So yeah. So anyways, thank you. Thank you. This is the first time I've heard about that. Có một người đến có thể nói là xa nhất, mà đó là một trong nhiều người những người mà tôi thương nhất đến cái đêm hôm qua, là anh học giả Đỗ Thông Minh. Anh đến ngay từ bên Nhật, rồi sau là đây anh được chặn về với Virginia. Anh xuống Virginia lúc 3 giờ, chúng ta có sinh hoạt với anh để chia sẻ những cái việc làm ông đã làm và đang làm và sẽ làm. Lúc nào ông nói chuyện làm, và tôi bảo ông chơi chứ ông làm hoài vậy. Ông bảo tôi bổ sung ông ấy mà chưa có nào không biết thì thôi. Thế mời những đứa thông minh. Dạ, đứa thông minh xin kính chào tất cả quý vị. Và chúng tôi thì đi cũng nhờ phương tiện người khác mà ghé lấy sách lấy đồ đạc, cho nên cuối cùng thì đến đây đã trễ. Mà cái anh tôi ấy cùng đường không biết được đi luôn, là tài xế chạy vào ngồi một vòng cái đường quê đi chợ cái đường quê nghe nó chạy còn thì xin cô bữa nay thì kỷ niệm sinh nhật của bác là một tiếng thì cá nhân chúng tôi thì chưa có dịp diện kiến và nói chuyện, tuy nhiên cũng có biết cái bác trước đây thì đặc biệt nhất là cái hướng trong vòng tay quân sự kết nối với lớp học tiếng Anh thì cũng đã có nghe nói tới thì có quen với gà thì hồi đó thứ xét là sách có giao cho đàn con rồi sau đó nó chuyển sang điện thoại là cũng được mà chúng tôi cũng có biết là câu chuyện như vậy. Còn ngoài ra thì một số những người đàn hóa trong vấn đề đảng phái cũng như chính trị chính trường và đại sứ thì cá nhân đã cũng nghe cho nên là chuyến đi của chúng tôi thì ngày đó là vòng 45 đi nước Mỹ. Tại đó thì phải làm việc Canada, ba là phía Úc và hai là phía Âu Châu. Nhưng mà chuyến này thì đi 90 ngày, phần lễ này là phần lễ cuối cùng. Có lẽ là không có qua đây, nhưng mà có sinh mạng của bác, còn có một vài sinh mạng khác nữa. Thành ra những ngày cuối cùng thì chúng tôi cố gắng hay qua đây chỉ có 4 năm ngày sẽ bay trở lại qua đây. Thì hôm nay thì là mừng sinh nhật của bác, thì chúng tôi xin có cái lời chúc mừng và trân trọng cái tuổi rất là cao của bác vẫn khỏe mạnh, tiếp tục là hướng dẫn cũng như là cái tác phẩm mới đến nhất
và bác trả lời về vấn đề học lịch sử thì cũng là một cái bài học kinh nghiệm cho các bạn những anh em đi sau. Thì nhưng cái buổi tập tin rất là lâu và thân mật như này thì xin mời là chúc mừng bạn. Dạ, cảm ơn anh Đỗ Thanh Tân cũng là sao giữ gìn sức khỏe anh đi thế này cái hồi này cả nhắc lên cái phổi. Dạ, kính thưa các anh chị, hồi nãy có cái các anh ở trong D và đây được có tôi thấy có cái D2 nữa. À, cái D2 này thì cũng quen cũng thân cũng gần thì xin mời anh Trần Thủy Thanh anh ở trong D và các anh lên đây anh chia sẻ một đôi lời. Chị. Kính thưa chú, thưa cô, chắc có quý vị thắc mắc tại sao tôi gọi là cô với chú. Tại vì chú và cô thì biết gia đình chúng tôi từ lúc tôi chưa sinh ra. Và chú cũng là người được bố tôi đèo xe đạp đi tham dự vào cái đoàn hướng đạo lúc còn trẻ. Anh ta tôi quen gọi là cô và chú. Thì xin thưa quý vị cho phép tôi được gọi là chú và cô. Thưa chú, hồi bé chú đến nhà con lúc đó là 5-6 tuổi là chú là cái người mà coi như là con thích nhất vì chú có cái píp. Chú với bác Phạm Huy Quát là lúc nào cái píp ở trên biển hết á. Thành ra có một bữa là con có lúc mà con 17-18 tuổi con mua cái píp để con giấu trong nhà rồi bố con kéo nhanh kéo ra tìm thấy có cái pip đó tại sao mà con lại hút thuốc như thế này thì con nói là con muốn giống chú Diễm. Chú coi như là thần tượng của con lúc còn trẻ đấy. Và thưa chú, con là cái thế hệ sau con cháu thì chú đã hoạt động với ba con từ bên Đại Việt, ba con đi Việt Nam với dân đảng và coi như là cái thế hệ của con lại được cái may mắn là được chú sau này sang bên Hoa Kỳ này, con đi tù 15 năm con sang Hoa Kỳ con gặp lại chú và chú cũng dẫn dắt và có những cái ý kiến giúp đỡ cho con để hoạt động về Việt Nam của nhân đạo và con tiếp tục với con đường của con. Đó là con rất là mang ơn chú. Và ngày hôm nay thì con đại diện cho toàn thể gia đình của Trần Minh Tuyên, sư Trần Minh Tuyên và anh chị em của con một đoạn có đến thăm chú và cô thì con xin kính chúc cô và chú luôn luôn dồi dào sức khỏe và sống trên 130 tuổi để dẫn dắt chúng con tiếp tục con đường đấu tranh cho đất nước Việt Nam và làm như thế nào giành được tự do và dân chủ cho dân tộc Việt Nam sau này. Con xin cảm ơn chú và cô. Xin chào. Dạ, cảm ơn anh Trần Thủy Thanh. Gấp trước ai gấp trước chương trình thì khó lắm con cháu ạ. Dạ, đây là hàng con cháu thì bây giờ thay đổi thì có cái hàng cao niên thì có Nguyễn Văn Đặng hội trưởng hội cao niên cùng Hoa Thị Đốn có một vài lời chúc tụng cố vấn cũng làm cố vấn mấy mươi năm nay rồi. Kính thưa tất cả quý bậc tiên thượng, kính thưa quý vị quan khách, con xin được gọi cụ bằng bác cho ông bác. Dạ, con luôn luôn gặp bác, luôn luôn vui vẻ với con. Hôm nay là con rất mừng được đại diện hội cao niên mà bác đã là trong 42 năm qua sinh hoạt của hội cao niên là bác là người cố vấn đầu tiên của hội cao niên chúng con. Thành thử ra bây giờ hôm nay là ngày sinh nhật của bác. Chúng con rất vui mừng đến để chung vui với bác và bác gái cùng gia đình. Trước khi chúc bác được nhiều sức khỏe và bác sống lâu hơn 130. Nãy anh Trần Thủy Thanh nói 130 ít quá, còn kính chúc bác 150 cho nó thẳng quá. Và bây giờ hỏi tiếp theo là có một cái bản nhạc mà ngày xưa đó cái này để gửi lại kỷ niệm cho hai bác
vẫn nhớ rằng là 54 đó, hiệp định Geneva đã chia đôi đất nước Việt Nam chúng ta, miền Nam và miền Bắc. Thì khi mà sau 54 đó, có một nhạc sĩ đặt một cái bản nhạc, bác còn nhớ không? Bác còn nhớ cái bản đó không? Cái bản đó là bản Ngài về Vũ Hoàng Giác. Bởi vì khi mà sau 54, ông nhớ nhà, nhớ quê cũ đó, thành thử ra ông sáng tác cái bản đó đầu tiên. Thành thử ra, con nghe cái bản đó trong cái bộ sư hồi đó mỗi buổi sáng đó, nó nghe thâm nhập cho mấy chục năm đó trong đời con. Và bây giờ con khi mà bị nạn ở bên Indonesia đó, người bạn đã tặng cho con một cái kèn harmonica. Con buồn quá, nhớ ở nhìn ra phía Thái Bình Dương thì nước Việt Nam mình. Thành ra con lấy cái kèn ra và hiến cái thổi tới thổi luôn và thì cái cảm nhận đó, cái âm thanh đó nó vô đầu con mấy chục năm rồi. Bây giờ con xin được trong ngày sinh nhật của bác, con xin gửi tặng bác cái đoạn nhạc đó để nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Dạ, xin bác nhận cho con ngày hôm nay. Thưa thưa bác, xưa giờ con chưa bao giờ đi học cái harmonica mà con học bằng cái trí nhớ thôi. Thì ra nhiều khi lúc đầu con không biết cái bản nhạc này là tác giả là ai. Sau mấy năm sau đó, mấy người bạn của nó, cái bản ngày về đó là của nhạc sĩ Hoàng Giác đó. Dạ, thì bây giờ con xin kính gửi tới tặng bác trong ngày sinh nhật cũng như tất cả các quý vị và khách ngày hôm nay. Con cũng xin thêm đó là khi mà hồi nhỏ con được coi cái phim này đó, thì cái người đạo diễn, cái người mà sản nhà sản xuất phim đó, con không biết cái hãng phim tên Việt là ai, cái người founder đó là ai, ai mà bỏ tiền ra để mà làm một cái phim nó mất khoảng 1 triệu đồng bạc thời bây giờ, một số tiền lớn lắm. Nhưng mà may mắn khi mà được làm việc chung với lại bác Bùi Diễm đó, thì mới hỏi thăm, thì tên chị Giao là con gái của bác Bùi Diễm, thì hoàn cảnh chính trị thời bây giờ để tên bác Bùi Diễm vô nó không có lợi, do đó nên bác đã chọn tên con gái của mình.
và nó đưa đến một cái giai đoạn là người ta không biết cái người đó là bác Bùi Diễm, mà cái người mà thành đạt mà nói vừa là một nhà sản xuất phim lại là một người founder của một cái tờ báo Sài Gòn Post, có nghĩa là tự bác Bùi Diễm đã có một cái khuynh hướng về vấn đề điện ảnh và khuynh hướng về vấn đề truyền thông rất là mạnh trong cái nhà ngoại giao. Để đến nên anh em chúng tôi rất là cảm ơn cái việc làm của bác. Đó cũng là lý do tại sao mà ngày hôm nay là quyết định phải chiếu một phút phim để mà cho thấy rằng từ đầu bây giờ bác đã vận dụng cái khả năng ngoại giao của mình đến với lại phim Bình Tân để mà tìm được những cái đạo diễn thật là giỏi và những cái đám tài tử để mà đóng song hành với lại phút phim này của bác. Vừa bác Vĩnh Nõn sẽ dựa theo cái cách của người đạo diễn của phim Bình Tân để mà làm phút phim mà chúng tôi muốn sống bên cạnh một phút phim lớn như vậy. Do đó nên là chúng ta có một phút phim chúng tôi muốn sống để đời, để mà cho cả những thế hệ về sau này hiểu được tại sao mà con em của chúng ta đang sinh ra và lớn lên ở đây. Vì chúng ta muốn sống, chúng ta cũng không muốn sống trong cái cộng sản, nên mới có cái ngày hôm nay là con cháu phải sống xa quê hương của mình. Và con cũng nhân dịp này thay mặt cho các anh chị em ở SBTNDC làm cái phim này, chúng con sẽ tìm cách phổ biến rất là nhiều và sẽ mạnh hơn trong tương lai, và để cho người ta hiểu được sự thật bên trong và phía sau của nó. Mọi người đã bỏ ra rất là nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để làm cái phim này. Rất tiếc là thời bây giờ là vấn đề chính trị khó khăn nên cuốn phim của bác Bùi Diễm không được phổ biến rộng rãi ở các nước khác, mà mãi về sau thì mới được. Và đó nên một lần nữa con xin được cảm ơn bác Bùi Diễm rất là nhiều đã cho con một cuốn phim mà trong đó ghi được rất là nhiều những cái giá trị lịch sử của thời đóng tố của cộng sản. Con xin được cảm ơn bác. Dạ.
cảm ơn anh em cho xem là chúng tôi muốn chấm ngày xưa mà đi xin đê là chúng tôi sẽ xem thích xem xin đê cao bồi cao bồi mà đợi cuối phim nào vai quay rồi khi đưa về cứ về là một tay kinh quá cái phim này xin lỗi khoảng nhiều không hết một hàng kinh cũng không được hàng hết bây giờ là đến cái đoạn đó thì gọi như là open mic có ba người còn có ba người muốn lên nói một người hai người tám gần đây nhất là có anh Trần Văn Hải và cái chị Trần Văn Hải là người rất là tích cực và tức là sinh hoạt nhiều trong cái nhân là tập hợp dân chủ vì người dân chủ phải là của quốc hội hàng năm trên tài nhân quyền đấy người chi thực sự cảm ơn anh em. Dạ, trước hết xin chúc bác Bùi Diễm được đầy sức khỏe và vui chơi cùng con cháu và tiếp tục đến mặt trước. Cháu con hỏi anh được mặt trước nó khó như vậy mà tại sao lại bác đánh lâu như vậy mà bác đánh giỏi lắm? Thì là tại vì cháu không biết cho nên là anh được nó được cởi bác Diễm là một trong những tay mà lòng cười khôi ở đây. Thì bây giờ thì cháu xin muốn tiếp lời anh bạn của cháu là Trần Quốc Đạo đến từ Boston để nói với tất cả những người Mỹ gốc Việt của chúng ta và tất cả là người trẻ là chúng ta đúng là cần phải tìm hiểu và học hỏi về lịch sử giống như cái chương trình của anh Thái và bác Bùi Diễm đã thu lại và phát ở trên YouTube những cái video đó quý giá vô cùng bởi vì tất cả những thế hệ đi sau và những người mà nói thực ra từ trước đến giờ không quan tâm hoặc là thiếu quan tâm về một vấn đề nào của lịch sử có thể là qua những cái video đó có thể biết được một cách tường tận về lịch sử của Việt Nam Cộng hòa của chúng ta. Đối với trường hợp của tôi thì tôi không được có cái hân hạnh được làm việc với bác Bùi Diễm nhưng mà khi bác ra cái cuốn sách George History Đồng Kim Lịch Sử thì lúc đó là giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng ở Đại học George Mason University có nhờ tôi và anh Nguyễn Xuân Nghĩa tôi nhớ lúc đó là có điểm cuốn sách đó ở Đại học Trường Lục và Đại học George Mason và cũng nhờ qua cuốn sách đó mà tôi học được một cái chi tiết lịch sử. Bây giờ tôi xin hỏi quý vị là cái cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 lật đổ đệ nhất Cộng hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm xuất phát là từ cái cuộc đối thoại giữa một người Mỹ và một người tướng Việt Nam thì đó là ai, hai nhân vật đó là ai? Qua cái cuốn sách của bác Bùi Diễm tôi mới biết được rằng đó là do ông Rufus Phillips và tướng Lê Văn Chim, có nghĩa là ông Rufus Phillips mớm ý cho tướng Lê Văn Chim là lật đổ chế độ Việt Nam Cộng hòa. Đó chính là cái chi tiết mà tôi học được trong cuốn sách của bác Diễm. Xin cảm ơn bác. Xin cảm ơn bác rất nhiều về cái bài học về sổ đó. Xin cảm ơn quý vị. Hình như các bà thì hơi thiếu bác về thêm Trương Anh Thùy là có nhiều người gọi là nữ lưu, có người gọi là nữ sĩ, có người là nhiều nghĩa là nhiều chức tước chị sĩ mặc dù là thái nữ nhưng mà chị sinh hoạt rất là nhiều lĩnh vực, trong rất nhiều tổ chức, rất nhiều nơi và lúc nào có rất nhiều ý kiến. Xin mời chị Trương Thuyền. Alex có về đây
để chiếu cái phim All History, và khi xem xong ấy, trên đường về chúng tôi thấy nó như là có thiếu một cái chi tiết gì mà đối với tôi thì rất là quan trọng, có thể thấy với mọi người do đó là lặng lẽ là chụp vở, nhưng mà đối với tôi thì rất là quan trọng. Và như thế này, trong cái đoạn mà nói về phản chiến, ấy, thì có một cái chuyện như thế này. Ở Washington có cái gọi là bệnh viện nhi đồng, họ có một lần họ gửi, họ gọi tòa đại sứ để xin một người thông ngôn cho mấy em trẻ em Việt Nam mà bị bom nha tan của Mỹ ném và bị cháy bỏng hết, và mang sang bệnh viện nhi đồng ở Washington để chữa. Và họ gọi thì họ cầu cứu tòa đại sứ để gửi người thông ngôn cho các em. Thì lúc bây giờ chúng tôi cũng nói cho nước Công giáo bên Washington thì có lẽ vừa là thất nghiệp, nói thật ra tòa đại sứ cử chúng tôi đi làm thông ngôn ở bệnh viện Nhi Đồng. Và chúng tôi đã đi và làm thông ngôn cho hai em. Thế là đầu tiên là hai em trai bị phỏng rất là nặng, có là em sắp phải cưa chân và làm cái này cắt nứa cho nên là em sẽ bị mất một chân. Thì sau khi làm thông ngôn cho họ vài ngày thì tôi nhận thấy là có cái nhóm mà mang các em sang chữa bệnh, họ là người phản chiến thì họ nói chuyện sặc mùi phản chiến. Và chúng tôi có về tòa đại sứ và hết tòa đại sứ về cái sự đó. Thì ông đại sứ chưa có phán gì hết thì bà đại sứ đã bảo rằng: "Ôi, đó là nơi em Việt Nam, nơi em Việt Nam chẳng biết gì về quốc cộng, chẳng biết gì về chiến chuyện phản chiến và không phản chiến. Cô cứ giúp đi, thì đấy là các em Việt Nam, và các em cần một người Việt Nam ở trong bệnh viện để cho khỏi bị cô đơn và sợ." Và dĩ nhiên là trên quý vị lại không bằng cộng bà, cho nên là tôi nghe bà đại sứ và tôi là vẫn trở lại để làm thông ngôn cho các em. Và cái đẹp nữa là lúc lâu sau bà đại sứ bảo cho rằng là cô thu xếp cho các em về nhà tôi, để cho tôi đón các em về để cho các em ăn cơm mỗi cuối tuần, cho các em phải nhớ cơm Việt Nam. Và sau đó thì tôi đã thu xếp để bà đại sứ cứ đón các em về để mà cho các em ăn cơm Việt Nam. Thì cái chi tiết đó ở trong cái phim All History không có nói, mà tôi nghĩ cái đó là quan trọng. Tại sao nó là quan trọng? Là bởi vì cái đó chứng tỏ rằng là người Việt Nam Cộng Hòa của mình rất là nhân đạo, rất là nhân đạo. Nếu là chưa phản chiến hay không phản chiến rồi quốc cộng gì thì đó là chuyện của người lớn, mà chuyện các em bị phản như vậy và bị phản như vậy rất cần cái sự chăm sóc và sự thông cảm của người Việt với họ. Nó thành ra đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là nếu có gì thì tôi muốn rằng là cái phim của ông Alex nên thêm cái chi tiết đó là xin anh hát tạm biệt từ cái việc này là ông bảo ông em ở Trần Trung Đạo.
Cái lý do mà tôi đến đây là thực sự ra chỉ muốn tí nữa cho bác tiền của tôi này. Cái lý do nó thật là cái quan trọng nhất. Cái lý do quan trọng hơn, cái lý do quan trọng nhất đó nữa là có một cơ hội để nói một lời cảm ơn cho bác tiền. Thật ra điều này thì tôi chân trừ lúc nay rồi, anh Đạo, anh Nguyễn của tôi một lần có chuyện thế này, thế nào để em tôi xuống và còn có dịp gặp bác rất nhiều lần. Cứ nói quay rõ ràng, em tôi phúc kịch thì bác có tâm hình rồi mà gần tầm 20 năm nay một chưa có dịp đến được con xin bác được tâm hình. Con có một chút kỷ niệm với bác cũng phải quay lại là khoảng 30 năm. Lúc đó thì con chỉ là một sinh viên ở Sài Gòn, năm đó là 88-89 gì đó. Con ở lại ở trò nhà người Di, thì ông dượng của con đã chạy ra ngoài ga Bình Triệu mua đâu hàng chợ trời đường radio nhỏ nhỏ. Thì lúc đó cái nguồn thông tin đến với tụi con ở Sài Gòn là qua cái radio đó và cái đài VOA hay là BBC. Thì cái chương trình phỏng vấn của Đỗ Văn và thuộc đại sứ Bùi Nhiệm là một chương trình mà con 30 năm rồi mà nhắc lại con còn nhớ những sự cảm nữa. Có thể nói đó là lần đầu tiên ở cái tuổi mới lớn và con ý thức được điều gì vừa mới xảy ra vào thập niên vừa rồi và những điều gì có khả năng xảy ra trong vào thập niên tiếp theo. Có khi con nghĩ là tự ra xét mình để coi xem cái gì đã thôi thúc mình đi theo con đường này, đi theo con đường của nhân con như là em Trần Đạo hoặc là em Đoàn Phật. Thì con chỉ có lần lại xa đến cái đêm mà ôm cái radio nghe bác Bùi Diệm nói chuyện với Đỗ Văn vào BBC thôi. Đó, để chỉ nói rằng là con muốn cảm ơn bác cái sự thôi thúc đó. Có lúc trong đời có những cái duyên như thế. Thì khi hôm nay con lên đây thì em Đạo nói rằng là mày lên đi, chứ mày là thế hệ cuối cùng trong cuộc kim liệt sử, nhưng mà nó chưa chắc đâu anh. Có một điều con biết chắc chắn là thế hệ con được tiếp tục nhận thức được ý nghĩa đó. Và đối với con thì điều đó rất là quan trọng và cuối cùng con chúc cảm ơn bác và cảm ơn mọi người. Cảm ơn của công việc. Thưa quý vị, cái hồi nãy nó quan sát chứ nhỉ? Hình như cái chị chưa có việc đó. Đây không có quan khách, nhưng mà chúng ta trong tình thân nó đó, nhiều khi mình cũng không thể nào được. Nếu mà quan khách thì mình phải cứng nhắc về đâu vào đó. Ở đây mình cũng thể cứng được. Vì thế cho nên tôi phải nhường bộ. Anh Võ Thành Nhân, anh bỏ SPTN có món quà. Tôi nói chung nhất định không nhận quà. Nhưng mà anh Võ Thành Nhân nhất định là bỏ SPTN có cái quà đi được. Thì anh Nhân đến đây, anh Nhân có quà gì đâu. À thế à? Dạ, tại vì cụ là người bác gái lên. Tại vì tại tôi cũng là con quen giúp liên hệ thì có cái policy quốc gia, có policy mà cá nhân có policy là không có mang gì về nhà, thì mang đồ trong nhà bước ra đường thì có. Quà này là quà disposable thì không sao. Tôi là không kiểm soát là hoàn hoa thật chứ phải hoàn ni lông. Xin các anh chị ngồi lại thăm thả chơi và sau các mục chúng ta có cái mục gọi là group photo mọi người đi ra đến khi đi vào thì chụp từng người và khi đi ra có cái hình photo. Thank you.
Dạ, cảm ơn các anh chị SPTN cho món quà rất là đẹp mà nó không phải chật nhà. Dạ, trước tiên một chút là tại vì có một người đã làm bên truyền thông về SPTN chuyên về thực lính là anh Trần Quang Duật. Anh là thiếu tá điều hành trưởng của thủ quân chiến, anh cũng dành vấn đề súng đạn, anh muốn góp một tí về súng đạn, nhưng mà như là cái này là coi như là rất cần hết rồi. Lính thì thưa quý vị, có hai chữ mà quý vị không biết nghe, là bà già. Tôi là một trong những người lính bà già, từ cứ đại sứ và phu nhân. Từ tôi nói là đại sứ đã là cấm dùng cái đại sứ của một tôi dùng. Lý do như thế này, tôi như đại tá chỉ huy trường trường võ thuật quốc gia Việt Nam có nói: Việt Nam Cộng Hòa chôn nhưng chưa chết, cộng sản chết nhưng chưa chôn. Và nhờ ông đại sứ qua cái chương trình của anh võ thuật nhân mà cái tấm những cái lớp bụi phủ lên người lính Việt Nam Cộng Hòa từ từ được rõ ràng là cái vấn đề của người lính trở lại quốc gia, trở lại với dân tộc Việt Nam không sớm thì muộn nào cũng phải thiếu. Và thưa quý vị, nếu năm 67 mà không có sự can thiệp của ông đại sứ, cái tổng thống Johnson, thì ngày hôm nay có lẽ là tôi không có mặt ở đây để thưa chuyện cùng ông đại sứ và phu nhân cùng quý vị. Lý do là ông đại sứ đã liên lạc với tổng thống Johnson cấp cho lính thủy quân lục chiến chúng tôi AM-15, AM-16, B-40, M-60, M-XM-202. Nhờ đó mà cái cuộc giải phóng Tết Mậu Thân của thủy quân lục chiến tại Sài Gòn Huế sớm hơn nửa lẻ. Thay mặt anh em lính quốc gia xin trân trọng tri ân sự làm việc và sự giúp đỡ của ông đại sứ cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn. Bởi vì tôi cũng đứng đây nên đi xuống mất công, tại vì chỉ còn một người nữa thôi. Cái người này gọi là last, nhưng mà không phải cái này, cái hy vọng của chúng ta, cái tương lai của chúng ta, cái người trẻ nhất ở trong phòng này, một người còn đi học, một năm nữa mới thành luật sư, là Benny võ. Cho học võ cái nhiều nghĩa là võ, là bây giờ Benny mới võ. These stories have been recounted through all media means years after years,
especially around April 30th, the darkest day of our lives. The witnesses of the war are getting smaller every day as they dwindle with age. Nevertheless, the young generation should embrace and honor the stories that they shared and the hardship and experiences that they endured to make us the strongest and most successful refugee group that has contributed to the wealth of the United States, a country we now call home. I am truly honored to have with us one very dedicated individual who has been instrumental to our Vietnamese American community here in the United States. Most significantly, he is a familiar face at SBTN DC, VATV PB Prime Studio. On and off screen, he provides endless pools of knowledge and skills that our young team could constantly benefit from. Ông Vũ Yên was South Vietnam's ambassador to the United States under President Nguyen Van Thieu. He played a key role in the last desperate attempt to secure $700 million in military aid to defend South Vietnam against the North in 1975. He is the nephew of Trong Trong Yen, who served as the Prime Minister of Emperor Bao Dai. After the fall of Saigon in 1975, Ông Vũ Yên settled in the United States, living in Rockford, Maryland. He was a scholar at the Woodrow Wilson International Center for Scholars and at the American Enterprise Institute as a research professor at George Mason University. Ông Vũ Yên was also the founder of Thung Viet Kim, the Saigon Post in South Vietnam, the author of Gong Kim Lit Sự, and has been a constant host on our SBTN and VATV program on topics relating to Vietnam and world politics. Truyền thống cho cộng đồng Việt Nam trong lúc sống xa quê. Con không quên cảm ơn ông đã cùng nhiều ông bà để lại cuốn phim. Chúng tôi muốn sống để con hiểu được tại sao con đã sinh ra và lớn lên ở đất nước này. Con cảm ơn ông và con xin kính chào quý ông bà. Cảm ơn Lâm Vi. Sau đây là lời cảm ơn của cô Bùi Diễm. Cũng có rất nhiều, có nhiều cơ hội, có nhiều gì. Đây chưa phải là lời nói cuối cùng. Xin mời cô Bùi Diễm. Tôi thầy xin phép mấy anh cho tôi nói một lời về điều gì đó. Tôi muốn nhắc lại đây, bây giờ chân thành của tôi muốn tổng hợp cảm ơn tất cả các vị các bạn, các anh em tất cả cũng có cái chuyện nào xa cách mà bạn và trẻ hay là trước ngày khác mà chỉ là còn có em với nhau cả. Thì những cái điều sao rằng thì là tốt như tôi quên cho nên mình tôi phải nhắc lại tất cả những cái lời mà tôi làm cái lời thành thật cảm ơn tất cả các cô bạn. Nhưng mà cái buổi họp mặt hôm nay cũng làm cho tôi nhớ lại trước đây 16 năm cũng nhiều bạn có lẽ không có mặt ngày hôm nay nhớ lại là đã có một cái buổi ăn thân mật cũng ở trong cái nhà hàng này chứ không phải là ở đâu xa lạ, cho nên thì là hai cái buổi họp mặt 16 năm trước và cái buổi họp mặt hôm nay làm cho tôi nhớ tới hai cái người mà đã làm việc với tôi từ bao giờ cho đến bây giờ, tức là anh Nguyễn Ngọc Bích và nhà thư ký. Anh Nguyễn Ngọc Bích là làm việc với tôi như là chị Bích đã kể ra rồi, tức là từ những ngày mà anh ấy còn làm cho đạo sĩ Việt Nam, tôi cứ tới gần việc
và sau đó tôi có nhân dịp làm nhân viên đó tỉnh, làm nhân viên, làm những kế hoạch. Từ suốt trong bao nhiêu năm làm việc với anh ấy, tôi cũng cùng những anh em cố gắng thành lập cái gọi là Hội đồng Toàn quốc Việt Nam và Hoa Kỳ. Lúc bây giờ là các tiểu bang chưa có cái hội, chưa có những cộng đồng nào vừa thành lập cả, cho nên là cái tổ chức như hội phải đảm nhận cái trách nhiệm và nhân vật cái quyền lợi của những người Việt Nam mới tới Hoa Kỳ và muốn cuối cùng là tiếp tục cái quyền nhập cảnh cho đến ngày nay. Và thời gian tôi muốn biết tới từng người em muốn nhà Bích nay đã khuất núi không còn nữa và xin đã chị ạ. Chắc còn nhớ là những cái buổi đó là lúc bây giờ chúng ta không làm việc với nhau. Còn một người khác nữa, cũng như một người làm việc với tôi lâu ngày. Nhưng mà cái người này làm việc với tôi từ ngày tôi còn làm sinh viên của trường đại học. Mà cho đến năm gần đây, không phải là tôi muốn nhắc đến là nhà thiết kế. Mà chúng tôi người gọi là họ đỏ. Họ đỏ, tức là họ đặc biệt. Thank you.
Và kính thưa tất cả quý cô bác, quý anh chị, tiếp theo là chúng ta trên bàn của cái chai Sampan. Chúng ta chuẩn bị để mà cắt bánh để mừng sinh nhật của bác Bùi Diễm. Em xin mời các anh chị cho các bạn nữa ra giữa. Em mời chị Nam Anh với chị Minh Thúy giúp em trong cái vấn đề cắt bánh cho bác Bùi Diễm. Chị Thanh Trúc đưa bác về rồi bác sẽ cắt bánh được. Chị em muốn bác cắt bánh là cắt bánh mà rồi các chị đưa thì bắt về sẽ bắt các cái bánh được, bắt chỉ cần cắt cái bánh rồi xong rồi bắt về. Mời tất cả các bạn chuẩn bị để mà chúng ta khui cái chai Sampan đó để mà bắt đầu để chúng ta hát mừng sinh nhật happy birthday của bác Bùi. Con mời bác. Con xin được mời tất cả ông bà quý cô bác quý anh chị hát chung các bạn chúc mừng sinh nhật của bác Bùi Diễm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rosie. Happy birthday. Thank you.